lớp, ai có thể trả lời cho cô? Trong ba xe này, xe nào được ưu tiên đi trước nào? Em cô. Dạ em. Em nè cô. Mời Táo. Dạ thưa cô, xe cứu thương ạ. Đúng rồi. Xe cứu thương có nhiệm vụ cứu người khẩn cấp, nên nằm trong trường hợp ngoại lệ của đèn giao thông, đường một chiều. Sau này đi trên đường, nếu gặp xe cứu thương, các em hãy nhường đường nhé. Dạ cô. Mới đi học về đã chở mình đi chơi sao? Ồ, mình muốn bạn cũng có được những trải nghiệm như mình. Ừ, sao phải nhường đường cho các xe đó? Cô dạy, theo luật giao thông thì khi thấy xe cứu thương phải lập tức nhường đường ngay. Đó là luật. Luật này rất tốt, vì trong xe cứu thương có hú còi, là có người cần cấp cứu, cần được đưa vào bệnh viện ngay. Wow, vậy là tụi mình đã tuân thủ luật giao thông và nhường đường cho xe cứu thương. Đúng, dù là làm được điều nhỏ như vậy, nhưng mình cũng cảm thấy rất là vui. Trời ơi, xe cứu thương là xe được ưu tiên, tại sao không mở thanh chắn để nhường đường chứ? Rồi người bị thương trong đó sẽ ra sao? Cậu bé, tránh ra xa, nguy hiểm lắm. Nhưng lại, xe cứu thương cần đi qua, phải ưu tiên xe cứu thương. Trời ơi. Thằng bé nó bị làm sao vậy? Làm gì nữa? Không biết nó làm cái gì nữa. Kéo nó trở lại đi mọi người ơi. Phải kéo nó trở lại thôi. Sao vậy? Ôi, em ơi, nguy hiểm lắm. Em mau tránh ra khỏi chỗ đó đi. Con Trúc ơi, cho tàu dừng lại đi. Xe cứu thương cần được ưu tiên. Nhưng trong trường hợp này, xe cứu thương phải nhường cho tàu quả. Hả? Là sao? Chẳng phải cô dạy là phải nhường xe ưu tiên sao? Tính mạng người là quan trọng nhất mà. Là lỗi của cô. Cô nói không rõ. Đúng là phải nhường đường cho xe cứu thương, nhưng trong trường hợp có hai xe ưu tiên trở lên thì phải cân nhắc mức độ nguy hiểm để xác định. Tàu quả cũng là xe ưu tiên kem mà. Xe cứu thương có một người, nhưng nếu đoàn tàu đang chạy và phanh gấp sẽ dẫn đến lật tàu. Trên tàu có hàng trăm tính mạng, mức độ nguy hiểm sẽ lớn hơn. Nên trong trường hợp này, xe cứu thương vẫn phải chờ tàu quả đi trước. À, thì ra là vậy, con đã hiểu rồi. Hồi nãy con cư xử kỳ cục, thật là ngại quá đi. Không đâu, con là cậu bé tốt bụng, do cô dạy không hết ý. Ngày mai đi học, cô sẽ kể cho các bạn trường hợp này để các bạn hiểu thêm. Nhưng kèm hãy nhớ, việc băng vào thanh chắn đường ray của tàu quả rất nguy hiểm. Chỉ những cô chú thực hiện nhiệm vụ ở đó mới điều khiển đóng mở thanh chắn thôi. Chúng ta đi ngang đường ray phải hết sức nghiêm túc nha. Dạ, chút nữa con sẽ xin lỗi chú bảo vệ. Con xin lỗi chú bảo vệ. Thích quá, ở trái đất mỗi ngày chúng ta đều học thêm được nhiều điều mới.